chúng ta học đạo ở cái thời này khó vô cùng, khó vô cùng, cẩn thận. Vì vậy mà Hòa Thượng khuyên chúng ta một ngày phải ít nhất phải nghe 2 tiếng đến 4 tiếng nghe Pháp, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, đừng có chán. Mà chúng ta nghe một lần đó, thì có thể chúng ta còn chán, nghe lần thứ 2 đó, thì đỡ, nhưng nghe lần thứ 3 trở đi đó, là chúng ta thấy thích rồi. Một bài Pháp mà chúng ta nghe lại được đến lần thứ 3 thì cái trí tuệ của chúng ta tự nhiên là nó sinh ra. Một bài Pháp đó chúng ta nghe và chúng ta có thể cái trí vô sinh của chúng ta bằng cái lòng thành kính và cầu Pháp của chúng ta, cái vô sinh trí ở trong chúng ta tự nhiên nó phát ra và chúng ta hiểu được. Chúng ta nghe Hòa Thượng hoặc nghe các bậc Đại Đức Thượng Tọa nói thế này, chúng ta có thể hiểu được ra nhiều vấn đề khác chỉ một câu nói của các ngài. Và chúng ta đọc kinh điển, chúng minh chứng, lấy kinh điển để minh chứng, thấy cái hiểu của chúng ta đúng với kinh điển Tam Tạng Đức Phật đã dạy, thì đó chính là trí vô sinh, hay gọi là vô sinh trí ở trong chúng ta bắt đầu sinh khởi. Vô sinh trí ở đây còn gọi là vô sư trí, tức là trí tuệ không phải do người thầy nhào nặn mà có được, mà tự trong cái thành tâm tín tâm cầu học và tu tập của chúng ta nó phát sinh ra, đó gọi là vô sư trí. Đó cho nên ở đây các Phật tử chúng ta mà đã phạm vào những cái tội lỗi như là bỏ rơi quan mình, trước đây khi còn trẻ còn chưa biết đến Phật Pháp, vì công ăn việc làm, vì là sức khỏe, hoặc vì là bất cứ một cái lý do nào đó mà chúng ta phải bỏ rơi những đứa con của mình, thì bây giờ cái phương pháp tốt nhất đó là sám hối, một lòng sám hối và siêu độ cho họ, cầu nguyện cho họ được đi siêu thoát. Khi họ siêu thoát rồi á, thì cái tội đó chúng ta mới tiêu được ngay kiếp này. À. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng là ở trên cuộc đời này chúng ta không học Phật thì thôi, học Phật hiểu Phật rồi chúng ta mới thấy là có vô lượng tội lỗi chúng ta tạo mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ngon lành à. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sống từ khi sinh ra con không làm một việc gì ác. Đừng có nói như thế, rất nhiều những việc ác mà tự chúng ta không nhận ra thôi. Chúng ta cứ nghĩ đó là việc thiện, nhưng mà đối với pháp của thế gian đó là thiện. Ví dụ làm nghề gì, chăn nuôi gia súc, ở thế gian họ khuyến khích đúng không? Thế gian họ khuyến khích. Ví dụ như là cái chương trình mà mấy hơn chục năm về trước họ có cái chương trình là VAC đúng không? Nhà nước họ chủ trương là chương trình VAC, ai mà làm giỏi còn được là giấy khen, bằng khen của thủ tướng, của chủ tịch nước nữa, vân vân nữa. Đó. Thế nào là chương trình VAC? VAC tức là gì? Vườn, chữ V tức là vườn, A là gì? Là ao, C tức là chuồng, vườn, ao, chuồng kết hợp với nhau. Trên thì là vườn, à, dưới thì là ao, còn ban trên ao á thì là chuồng, chuồng thì chăn nuôi, thì chăn nuôi lợn. Chăn nuôi lợn. Lợn chăn nuôi á thì gì? Nó ăn phân do các thứ thức ăn thừa nó thả xuống ao. Và dưới ao thì là nuôi cá, nuôi ba ba, nuôi ếch, nuôi rắn, vân vân. Còn trên vườn đó thì trồng cây, ăn quả. Và những cái phân của con lợn đó thì là đem đi ủ để cho vào gốc cây, thế là cây tốt. Đấy, cái chương trình đó một thời là được rầm rộ để tuyên truyền. À, vân vân. Ở thế gian đó thì cái đó là việc tốt, rất tốt, đem lại nguồn kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cơm no áo ấm cho con người, rất tốt. Nhưng mà về pháp xuất thế gian thì những người đó làm những cái việc đó thì đồng lõa về tội sát sinh, không có khác. Thế mới đau. Chúng ta thấy vì cuộc sống, vì mưu sinh mà chúng ta thì sẵn sàng làm tất cả. Nhưng mà nếu với người học Phật chân chính mà hiểu biết thì họ không làm điều đó, họ tránh đi, họ đi làm những việc khác. Họ đi làm những việc khác cũng đem lại nguồn lợi cho xã hội, góp phần xây dựng dân tộc đất nước phát triển. Nhưng mà họ đi làm việc khác. Ví dụ khi mà họ hiểu từ khi còn bé,
họ cố gắng học hành cho giỏi để họ thoát ra cái cảnh nông dân. Sau này họ không phải làm cái chương trình VAC đó nữa, và họ gì cũng làm, nhưng họ làm để làm bằng tri thức, làm bằng đầu óc, làm một cái nghề khác để thay vào đó vẫn đem bảo đảm cuộc sống miếng cơm manh áo cho họ và vẫn góp phần xây dựng xã hội đất nước dân tộc này. Còn thậm chí họ còn làm tốt hơn nữa, tức là họ đem cái kiến thức, đem chất xám của họ để xây dựng, góp phần xây dựng xã hội đất nước ngày một mạnh hơn, phát triển hơn. Đó. Thế đấy là nâng một cái bậc cao lên để góp phần xây dựng quê hương đất nước của mình. Thế người học Phật ấy, chân chính ấy, hiểu được thì phải phấn đấu như thế. Phấn đấu như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ấy, cái việc được thân người, mất thân người mà lại mong được trở lại, Đức Phật nói khó vô cùng ở chỗ đó. Tôi mới đọc báo thấy là cái trường hợp mà mẹ bỏ con, nó bỏ trên cái thùng rác á, bỏ trên thùng rác mà nó nghĩ rằng á, một đứa trẻ bỏ trên thùng rác như thế thì chắc sẽ có người đi qua đi lại và sẽ thấy đứa trẻ trên thùng rác đó, ít nhất là những người thì quét rác. Họ thấy những đứa trẻ ở trên đó, họ sẽ bế đứa trẻ đó về để họ nuôi, hoặc họ đem đến một chỗ nào đó, một cái trung tâm nào đó để gửi đứa trẻ vào đó. Nhưng chúng ta không biết là thật không may cho cái em bé. Một cái đàn kiến, đàn kiến vàng á, đàn kiến vàng nó bâu lên và nó cắn chết em ấy. Cắn chết. Khi mà họ phát hiện ra thì em bé đã chết rồi. Nhưng cũng may là cũng có một trường hợp tôi đọc báo thấy là có một em bé cũng được vứt ở trên đường như vậy, bị cái đàn kiến là nó cắn và gần chết rồi, nhưng may được họ phát hiện ra. Họ nuôi em bé đó cách đây là mấy tháng rồi. Mà mới đây tờ báo nó lại đăng lại là em đã gì? Đã sống, đã khỏe trở lại. Nhưng bây giờ vẫn cái vết kiến cắn ở trên người nó vẫn phồng, nó vẫn chưa hết, vẫn còn đỏ ửng hết lên. Nhưng mà đã vượt qua cơn nguy kịch. Đã cũng có em bé bị bỏ rơi mà may mắn như thế. Còn có những em bé bỏ rơi không sống được. Nếu họ không muốn nuôi thì họ mang vào một cái trung tâm nào đó, trẻ trẻ mồ côi ở trung tâm nào đó thì tốt hơn nhiều. Đó. Nhưng mà đấy vẫn phải tội bỏ rơi, nhưng bỏ rơi khiến cho người đó vẫn, cái đứa trẻ đó chưa chết á, đứa con đó chưa chết thì cái tội báo của họ sẽ nhẹ đi. Nhưng đứa con mà chết thì họ đồng với cái tội là cố ý giết chết cái đứa con đó. Nếu mà pháp luật mà biết ra thì chúng ta biết là còn đưa ra tòa án nữa cơ, xử lý hình sự nữa cơ. Nhưng cách đây mà mấy tháng mà có cái trường hợp là một bé sinh viên ở trường Y dưới Hà Nội á, vứt đứa con từ trên tầng 2, tầng 3 xuống dưới vườn rau của nhà chủ nhà, nhà hàng xóm á. Thế cuối cùng bị phát hiện ra và bị khởi tố đấy. Bị khởi tố tức là giết người. Sinh đứa trẻ ra mà đem vứt như vậy và bắt và bị khởi tố là giết người. Tội giết người, còn tù mấy năm thì chúng tôi không rõ lắm. Nhưng mà sẽ bị, nghe tin là sẽ bị khởi tố cái vụ đó. Ở dương gian này mà khởi tố thì đương nhiên sau khi mất đi không thể tránh được. Mà kể cả dương gian không khởi tố thì sau khi mất đi ở dưới âm ti địa phủ cũng không thể tránh được. Đó. Đó, cho nên chúng ta hãy cẩn thận, nhất là đối với con cháu chúng ta, con gái rồi con dâu chúng ta còn trẻ, chúng ta về phải biết khuyên bảo các con các cháu mình đừng có phạm vào những cái tội đó. Ngày xưa có khi mình không biết, chưa được học Phật Pháp thì phạm phải, thì bây giờ phải ăn năn sám hối. Con cháu chúng ta phải khuyên nó, khuyên nó hãy cố gắng, hãy nghĩ tới cái hậu quả không thể lường được về sau này để mà tránh nó, tránh ngay từ khi nó chưa xảy ra, để cố gắng không có sau này bị đọa vào cái ngục này. Khi đọa vào ngục này rồi, thế nào gọi là thạch áp địa ngục? Ở trong kinh giải thích rằng á, con người chúng ta nhỏ bé như thế này, nhưng mà khi cho vào cái núi đó thì hai cái quả núi lớn, hai hoàn tảng đá lớn nó kẹp vào từ từ, làm cho người, con người chúng ta nó nát bét ra. Chúng ta thấy là nếu mà đi ở trên đường tai nạn giao thông, cái ô tô nó chèn, hôm rồi tôi xem ở trên báo có một cái trường hợp nó chèn đứt đôi phần người ra, cái phần trên nát bét hết, bay tung tóe ra đường luôn, còn mấy phần dưới đấy đành đạch vài cái thôi. Thế là
có sống được không? Nứt đôi phần người, phần trên thì nát bét, từ ngực trở lên nát bét hết rồi, làm sao sống được nữa? Nhưng cái đó chưa ăn thua. Cái mà thạch áp địa ngục á, nó chết từ từ cơ. Nó kẹp á, nó kẹp dần dần, nó kẹp dần dần cho chúng ta đau đớn vô cùng. Và nó chết từ từ. Mà khi bắt đầu nó kẹp vào hết rồi thì nó nát bét ra. Chết rồi á, thì một cơn gió gọi là xảo phong. Xảo phong, gió xảo phong đó, nó thổi qua một cái chúng ta ở đó lại sống lại bình thường. Những tội nhân ở đó sống lại. Sống lại rồi á, thì lại tiếp tục như thế, một ngày trải qua hàng trăm nghìn vạn lần như thế. Đau đớn vô cùng. Do cái nghiệp nó cảm thấy, tự nhiên nó cảm thấy như thế. Đó. Tự nhiên cảm thấy như vậy. Cho nên hãy cố gắng sống và học Phật, tu Phật làm sao để chúng ta vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường này. Ngục thứ 12 đó là thung cữu địa ngục. Trong kinh nói rằng những kẻ ở trên đời mà phung phí, phí phạm những đồ ăn thức uống thì sau khi mất đi sẽ vào trong địa ngục này. Đó. Ở trên đời chúng ta có phúc báo, chúng ta có miếng ăn miếng để, chúng ta phải nghĩ rằng đây là do cái nhân lành ở đời trước, kiếp trước chúng ta gieo trồng mà có. Và chúng ta phải biết tiết kiệm cái phúc báo đó, biết kiệm phúc, đừng có phung phí nó, đừng có chi tiêu một cách là vô độ. Rồi một ngày nào đó còn sống mà chúng ta đã trắng tay rồi, chứ đừng nói là đến khi mất đi. Tôi kể cho các quý vị nghe, ngày xưa khi tôi mới bắt đầu xuất gia, bắt đầu ra chùa Vạn Niên á, thì các cụ kể về một câu chuyện mà có thật, mắt tôi chứng kiến. Có một cái chú mà hôm chú vào chùa nhìn nó giặt dẹo lắm, ăn mặc thì mỗi một cái quần sóc, người ngợm nó thì nhìn ghê lắm, xăm sổ đầy mình. Nó vào chùa mà cứ giặt dẹo, đầu tóc thì rối bời và thần kinh không bình thường. Cứ thỉnh thoảng nó lại vào. Thế bây giờ các cụ ở dân bảo rằng cái thằng này ngày xưa là nó giàu, một trong những người giàu nhất ở cái quận Tây Hồ này. Giàu lắm. Của cải của bố mẹ, ông bà nó để lại giàu vô cùng. Đất đai bát ngát ở gần chỗ cái khu vực mà chỗ cái quận ủy mới bây giờ á. Cái đất nhà nó nhiều lắm. Ngày xưa gọi là đất nhà nó thì nhiều bàn ngàn, một trong những cái nhà giàu nhất cái quận Tây Hồ thì chúng ta biết đấy. Thế khi ông bà bố mẹ chết đi, tài sản để lại cho anh này tất cả, vì nhà có một mình anh này, là con trai có mình anh này. Và bắt đầu là nó ăn chơi trác táng, ngày nào cũng ăn chơi. Bạn bè ngày nào cũng là ô tô xe máy, ngày nào cũng có vài chục người, có ngày đến hàng trăm người, hơn trăm người đến là ăn uống nhậu nhẹt tại cái dinh thự nhà nó, cái nhà của nó. Không đi làm cái gì, chỉ có hưởng thụ thôi. Ăn xong một cái là vác súng cả một cái đoàn xe máy đi bắn chim, đi bắn thú, đi săn thú, đi câu cá. Thậm chí là đi cả đoàn hàng trăm người, hơn trăm người như vậy. Thậm chí nó đi, nó thuê cả những cái chuyến xe, nó đi là tận lên trên miền núi để đi săn. À. Hết ngày này qua ngày khác. Cứ như vậy trong mấy năm trời, thì đất cát bắt đầu cứ thế nó bán dần đất đi, vì nó có đây làm gì đâu. Đầu tiên là cứ cắt đất bán dần đi. Bán dần, lúc đầu là bán những cái đất có giá, rồi dần dần những đất không có giá cũng bán rẻ, bán hết. Và đi vào con đường chơi bời, ăn chơi trác táng, phung phí gia tài của bố mẹ một cách là vô ích. Suốt ngày gọi bạn bè đến nhậu nhẹt. Mà khi nó có như thế thì bạn ở đâu nhiều lắm. Các cụ bảo ngày nào cũng phải vài chục người, có ngày hàng trăm người, hơn trăm người. Ăn uống linh đình, chơi bời, nổi tiếng ở cái đất Sơn La bây giờ. Sau mấy năm sau, khi mà của cải nó cứ đổi nón ra dần đi, thì còn mỗi cái ngôi nhà. Còn mỗi ngôi nhà đến khi mà
không còn gì nữa, anh ta không bán nốt. Khi bán nốt cái ngôi nhà to đấy, cái biệt thự đó, để mua một cái nhà 5 tầng để ở, thế cuối cùng cái nhà 5 tầng sau dần dần thì mấy tháng sau thì cũng gì cũng bán nốt. Và khi bán hết một cái là bạn bè nó cũng bỏ hết. Hết tiền rồi có ai đến nữa đâu. Không còn bạn nào nữa. Không còn tiền để cho các bạn đến ăn, đến nhậu nữa thì không còn bạn nào đến nữa. Và cuối cùng anh ta bán nốt cái căn nhà cuối cùng của mình để ở. Khi bán hết một cái, ăn hết một cái, không còn chỗ nào để bán nữa. Làm thì không biết làm gì và lười. Anh ta từ một đại gia như thế, bây giờ bảo đi làm thì không làm nữa. Cho nên trở thành gì? Suy nghĩ nhiều và anh ta bị thần kinh. Và lại thành gì? Cứ lang thang ngoài đường. Cứ giặt dẹo, cứ thỉnh thoảng nó lại vào chùa. Mà nhìn ghê lắm. Thế các cụ bảo thôi đừng có dây vào thằng này. Kệ nó. Nó vào đừng có ai nói gì với nó. Rồi nó sẽ đi. Nó cứ lang thang, lúc thì nó chửi, lúc thì nó nói nhảm. Nghĩ ngợi nhiều quá thành thần kinh. Và từ ngày đấy thì tôi không gặp lại bao giờ nữa. Thì từ ngày đấy sau đó năm 97 thì tôi đi vào ở chùa riêng ở trong Yên Sở rồi, không biết nó thế nào nữa. Đấy, từ một người con cái của nhà đại gia trở thành một kẻ lang thang, cầu bất cầu bơ ngay trong cuộc đời này, chỉ có vài năm thôi. Cho nên ở đây trong Kinh Địa Tạng chúng ta học, chúng ta thấy là nếu mà sống mà phung phí tiền của một cách vô độ, tiêu hoang một cách vô cớ, thì những kẻ như thế sau khi chết đi còn sống thì của cải sẽ hao tổn một cách nhanh chóng, mà sau khi chết đi sẽ vào trong địa ngục thung cứu này. Thế nào gọi là địa ngục thung cứu? Thung cứu tức là những kẻ đó sau khi chết đi vào trong địa ngục này, họ có những cái lồng sắt, họ cho vào đó, bị cho vào cái lồng sắt đó và đem đốt, đem nung. Rồi ấy, xong rồi còn cho vào gì? Cho vào trong những hố phân nữa. Vứt vào trong cái hố phân toàn là phân do bẩn thỉu và bơi lội trong đó ngạt cho đến chết, như trong Kinh Địa Tạng nói rồi đấy. Trong Kinh Văn Kinh chúng ta thấy vào toàn những hố phần nhơ đó. Phần nhơ tức là hố phân đó. Vứt vào đó và ngoắc ngoải bơi lội ở trong đó cho đến chết ngạt ở trong đó. Đấy, cho nên ở trên đời bây giờ chúng ta phải biết tiết kiệm. Ở chùa cũng phải biết tiết kiệm, chứ không phải ở chùa là không tiết kiệm. Ở trong chùa mà sư tăng sư ni xuất gia mà không biết tiết kiệm, phung phí của đàn na tín thí cũng sẽ bị đọa vào trong địa ngục này. Không phải đơn giản đâu. Cho nên á, những cái thầy mà ngày xưa các thầy kỹ tính á, đi vào phòng là phải thì bật điện lên, ra khỏi phòng là phải tắt điện đi. Đó là tiết kiệm đấy, tiết kiệm của đàn na tín thí. Đó. Hoặc rằng trên chùa Tam Bảo á, những nơi nào mà thờ tự, những khi nào mà vào lễ Phật thì bật sáng hết lên. Còn khi mà ra rồi không còn ai lễ nữa thì phải tắt bớt đi, chỉ để đủ ánh sáng thôi. Đấy cũng là một cách tiết kiệm. Dùng nước cũng thế. Ở trong chùa dùng nước tắm rửa hay giặt giũ cũng vậy. Dùng làm sao cho nó vừa đủ thôi. Đừng có hoang phí một cách vô độ. Mặc dù nước ở dưới lòng đất hút lên để dùng đó, nhưng chúng ta là người tu cũng được hoang phí vô độ. Trong kinh nói là nếu mà hoang phí nước một cách vô độ thì kiếp sau chúng ta sinh vào nơi biên địa, ở những nơi bãi sa mạc á, thiếu thốn vô cùng á, có khi cả tháng chả được rửa chân một lần á. Chúng ta thấy những người mà dân ở vùng sa mạc, chân người nào cũng đen và nó lở loét và nó gì, nó chóc lở. Vì sao? Vì nó ở bẩn, nó có nước đâu mà rửa chân. Tối lại đi ngủ nó một xoa ba đập như thế này mà cái là xong, xoa xoa hai bàn chân vào nhau đập đập vài cái thế là đi ngủ thôi. Mà nó bị bẩn như vậy cho nên nó bị các ký sinh trùng trong đó nó mới sinh ra bệnh. Rồi ở nước ngoài á, những cái nước mà nó ở trong rừng á, chúng ta thấy có những người mà chân nó, những cái con ký sinh trùng á, nó còn làm tổ ở trong chân, khiếp cả người. Những con rận á, nó làm tổ ở trong chân á, khi nó bắt ra những cái con rận ở trong chân mà khiếp cả người. Đó, kinh khủng lắm. Cho nên bây giờ
chúng ta phải biết tiết kiệm. Ở trong này, địa ngục này, Thông cứu địa ngục nói rằng mình mà cứ phung phí đồ ăn thức uống, tiền tài của cải một cách vô cớ là sau này sẽ đi vào đây đấy. Đi vào đây. Cho nên chúng ta muốn tránh được thì đừng có phung phí đồ ăn thức uống, và phải biết tiết kiệm mọi cái. Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, không keo kiệt bủn xỉn, nhưng mà phải biết tiết kiệm, đừng có phung phí. Thứ 13 gọi là huyết trì địa ngục. Huyết trì địa ngục còn gọi là gì? Còn gọi là a tỳ địa ngục. Đó. Huyết trì tức là máu, huyết tức là máu, trì tức là ao, huyết trì tức là cái ao máu. Tức là vào trong cái địa ngục này á, thì cái tội nhân nó bị hành hình một cách là khổ sở nhất, lâu dài nhất và cực hình mạnh nhất. Cho nên là máu lúc nào cũng gì? Cũng chảy ra. Nhiều người như thế cho nên máu chảy ra thành ao, thành sông. Cho nên mới gọi địa ngục này, a tỳ này còn gọi là huyết trì địa ngục. Hay cũng còn gọi là gì? Là vô gián địa ngục. Đó. Là vô gián địa ngục. Ở trong văn kinh nói thế nào là vô gián? Trong văn kinh là Bồ Tát Địa Tạng nói là ngày đêm thường chịu khổ nấu nung chẳng tả xiết. Những tội khổ như thế do ác nghiệp tạo ra, ai làm thời nấy chịu, chẳng ai thế được, chẳng ai thế thân được. Tức là ai làm thì người ấy chịu. Không có chuyện thế thân vào đây được. Không có chuyện cha đi thay con đi thay cha được. Không có. Đó. Có 5 loại nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Bồ Tát Địa Tạng nói là có 5 loại nghiệp cảm, cho nên á gọi là vô gián địa ngục. 5 loại là thế nào? Trong văn kinh nói là gì? 1 là trải ngày đêm lâu xa bao đời kiếp, chịu khổ báo không dừng, nên gọi là vô gián. Đó. Vô có nghĩa là không, gián tức là gián đoạn, là dừng nghỉ. Vô gián tức là không có lúc nào gián đoạn, không có lúc nào được dừng nghỉ, thì gọi là vô gián ngục. Đó. Gọi là vô gián ngục. Chịu tội khổ lâu như thế. Ở đây nói là trải qua ngày đêm lâu xa bao đời kiếp, chịu các khổ báo không lúc nào dừng, gọi là vô gián. Đấy là nghĩa thứ nhất, cho nên gọi vô gián. Nghĩa thứ hai gọi là vô gián là hai là một tội nhân nằm giường sắt cũng chật, hoặc nhiều tội nhân, hoặc là nhiều tội nhân nằm cũng thấy vừa đủ. Bởi thế nên ngục này tên gọi là vô gián. Đó. Chúng ta thấy một cái giường sắt, trong văn kinh nói rõ rồi, chu vi dài rộng bao nhiêu chúng ta tụng thấy rồi. Một người tội nhân nằm vào gì? Thấy chật. Thấy chật là gì? Thế là cảm thấy là mình, cái thân thể của mình nó to vừa vào cái giường đó. Và để cho gì? Để cho các ngưu đầu ngục tốt và nó hành hình. Cho nên nằm vào đó, một người nằm vào thì thấy là vừa. Nhưng hàng trăm ngàn vạn ức người nằm vào cũng gì? Cũng thấy không đi thiếu. À, vì cái giường đó là do nghiệp cảm tạo ra. Đó. Ở các vị thiền long là mưa lắm quá. Mưa to quá giảng không, mọi người không nghe thấy. Thôi giảm bớt đi. Nói các vị không nghe thấy gì cả. Các vị nghe không rõ đúng không? Nghe rõ không? Phải bảo không để cho các vị dừng mưa. Kém thông minh lắm. Bảo có là các vị vẫn mưa. Phải bảo không nghe rõ, bảo không nghe rõ mà cái là các vị thì phải tránh ra, mưa ra chỗ khác. Chỗ này mưa lúc khác. Đúng không? Đến nghe pháp lại thì các ngài lại còn muốn hoan hỉ, cho nên mưa tí cho mát. Nhưng mà thôi, mát đủ rồi, vừa vừa thôi. Mọi người không nghe được cái gì cả. Các vị cũng hoan hỉ mà. Nghe kinh Địa Tạng, các vị thiên long bát bộ cũng hoan hỉ. Các vị quỷ thần, thần linh đều hoan hỉ. Chư Phật, Bồ Tát cũng đều hoan hỉ. À, chúng ta phải nói là không nghe thấy gì. Không nghe thấy gì, các vị đừng có mưa nữa. Hoặc là mưa nhỏ thôi.
Bởi vì cái nhà máy tôn này nó rột xuống cái tiếng nó mầm 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 mầm. Đó. Đấy, nhỏ hơn tí nữa là được. Đó, cái tội thứ hai. Cái nghĩa thứ hai gọi là vô gián địa ngục, tức là vì là có cái giường sắt, một tội nhân nằm thấy, nằm vào đó cứ cảm thấy là gì? Là vừa. Giường to lớn thì cảm nằm vừa. Nhưng mà trăm ngàn vạn ức tội nhân nằm cũng cảm thấy là vừa đủ, không khuyết thiếu. Cho nên vì cái đó cho nên mới gọi là vô gián, tên nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba là gì? Ba là những dụng cụ để hành hình tội nhân như giáo côn, chim sắt, rắn sắt và chó sắt, cối xay cùng cối giã, cưa đục, dao cày kéo, vạc dầu và lưới sắt, trâu ngựa cùng lửa sắt, vân vân đó. Đói thời ăn sắt nóng, khát uống nước đồng sôi, thống khổ nhiều như thế, trải qua vô số kiếp không lúc nào dừng nghỉ, nên gọi là vô gián. Thấy không? Sợ chưa? Khiếp chưa các quý vị? Đó. Cái đồ hành hình ở trong ngục vô gián này nhiều vô cùng, nhiều nhất trong các loại địa ngục, mà khổ nhất trong các loại địa ngục. Các đồ để hành hình tội nhân ở trong đó nhiều lắm, như là gì? Như là giáo này. Chúng ta biết cái giáo chưa? Cái giáo tức là ngày xưa khi mà chiến trường nó có cái gậy dài, có thể là bằng gỗ, bằng sắt, nhưng cái đầu nó thường phải làm bằng sắt. Nó nhọn hoắt, nó buộc vào nó dài để nó gì? Nó đâm. Cái giáo đó, cái giáo sắt đó. Côn. Côn là những cái gì? Côn có thể làm bằng gỗ hoặc làm bằng sắt. Nó có hai khúc hoặc ba khúc. Hai khúc thì gọi là côn nhị khúc, ba khúc thì gọi là côn ba khúc. Đó. Ngày xưa còn bé bé, còn trẻ trẻ, chúng ta xem phim trưởng á, xem phim Lý Tiểu Long á, phải không? Ngày xưa tôi hay xem phim Lý Tiểu Long, nó chỉ đánh côn cứ vèo vèo đó. Mà ngày xưa tôi đánh côn rất giỏi. Ngày xưa còn trẻ trẻ, còn thanh niên cũng hay học võ lắm. Đánh côn, múa côn vèo vèo đi á. Đó. Cái côn đấy gọi là côn, tức là làm bằng sắt, hoặc làm bằng gỗ, vân vân, tùy theo. Đó, thì đây là những khí cụ để hành hình tội nhân. Dùng để gì? Dùng để đánh tội nhân vậy. Chim sắt. Vì sao gọi là chim sắt? Con chim bình thường ấy thì nó chỉ bằng thịt như thế này, làm sao nó đến nó giết chúng ta, nó mổ chúng ta được. Cho nên ở dưới địa ngục làm con chim sắt để đến để dùng để mổ mắt, moi mắt và moi tim, moi gan tội nhân vậy. Rút rỉa vào thân thể của tội nhân vậy. Đó là chính là những người mà ở trên dương thế này mà tạo tội sát sinh hay giết hại chim muông, thú rừng, vân vân đó. Đó. Rắn sắt. Con rắn bình thường chúng ta nhìn thấy còn ghê rồi, nhưng con rắn bằng sắt mà nó to nữa, nó nung, nó chảy đỏ, nó khạc lửa ra, phè phè ra, nó vào nó giết cái kẻ tội nhân đó. Vì sao lại có những cái loại đó? Vì là cái nghiệp cảm nên vậy. Đó. Ở trên đời giết hại, thích ăn thịt rắn, bắt rắn nhốt ở trong lu rượu á, bảo là ngâm rắn ở trong lu rượu để uống cho khỏe á. Đấy, sau khi chết đi nếu vào ngục này thì sẽ biết ngay. Đấy. Vào A Tỳ địa ngục này sẽ biết ngay. Rồi chó sắt, thích ăn thịt chó á, thì sẽ vào đây. Giết hại chó và thích ăn thịt chó thì rồi sẽ vào đây. Thì những con chó đó, thần thức của nó sẽ kiện lên, và rồi những kẻ đó khi mà còn sống hay giết hại chó thì sau khi chết đi cũng cảm vào ngục này và cảm thấy những chó sắt nó đến để nó cắn, nó xé thân xác của người nào người đó. Đó. Rồi cối xay cùng cối giã. Các vị biết cối xay như thế nào chưa? Các cụ già ngày xưa thì biết, nhưng lớp trẻ bây giờ không biết cối xay đâu. Cối xay á, ngày xưa á, khi mà chưa có máy xay sát á, thì họ làm bằng gì ạ? Họ lấy cái dăm tre và cái cây gỗ họ làm dăm á, rồi có cái loại đất thó, đất thó rất là mịn, đất thó rất mịn, rồi họ làm á, họ làm cái cối đó, nó thường thường nó bán kính nó khoảng độ rộng khoảng độ tầm 80 phân cho đến khoảng mét trở lại, bé thì 60 phân, nó có hai thớt, thớt trên và thớt dưới. Khi mà chúng ta muốn giá gạo, ngày xưa toàn đi giá gạo thì trước tiên phải xay đã. Xay trước đã thì mới cho vào giã thì nó nhanh hơn. Xay thì nó đã được khoảng độ 70-80% rồi thì giã lại một tí là được. Đó. Thì mới cho vào nó xay, nó cứ kéo tròn quay ù ì ù ì ù ì như vậy, và cứ từ từ nó chảy ra. Đó.
đấy là cái cối xay gì, xay thóc. Còn chúng ta thấy cũng có cối xay gì, xay đậu tương á. Ngày xưa mà xưa có máy rồi thì xay đậu tương thì họ làm bằng đá. Cối xay mà xay đậu tương và xay ngô á, thì làm bằng đá. Cũng có hai thớt, thớt trên và thớt dưới. Họ làm một cái ngõng gỗ họ cho vào đấy. Xong họ đục một cái, những cái cối thớt, thớt trên, thớt dưới, họ làm đục những cái tia. Những cái tia chạy ra, nó chạy theo một cái đường xoắn vừa vừa thôi, hơi chéo một chút. Và khi mà cái ngô họ cho vào trên đó, cái ngô và cái đậu ấy cho vào trên thì họ cứ quay tay này, ù ì quay tròn tròn, ù ì như thế này, và ở dưới nó làm cho nát những cái hạt hạt ngô, hạt hạt đậu đó. Đó. Đấy gọi là cối xay. Vậy những ở trong này, ngục này có cối xay để làm gì? Bây giờ chúng ta mà ở trên đời này mà sát sinh á, mà cho các loài súc sinh, chúng sinh đó, thân xác nó vào để làm gì ạ? Các vị thích ăn giò đấy. Thích ăn giò. Thích ăn giò, đừng bảo là ăn giò là không có tội nhé. Thích ăn giò. Giò ăn ngon đúng không? Đấy, bây giờ ngoan miệng một tí đấy, như sau này vào đây, nó sẽ xay trở lại chúng ta. Nó xay chúng ta để nó làm giò đấy. Mà nó không ăn đâu. Xay chúng ta xong một cái thì chúng ta gì? Chết rồi, xong rồi thì lại một cơn gió xảo phong thổi qua, chúng ta lại sống lại tiếp tục, nó xay tiếp. Rồi, biết thế. Nếu chúng ta mà làm việc xấu ác thì sẽ bị nó xay. Cho nên ai không muốn nó xay thì hãy phản tỉnh từ đây. Đừng có nói Đức Phật là mê, đừng có nói là đệ tử của Phật là mê. Chúng ta mê thì có, chúng ta chưa tỉnh thì có. Chứ đừng nói Phật là mê và đệ tử Phật là mê. Rồi còn cối giã. Cối giã tức là họ làm bằng gì? Bằng đá. Cái cối to cái ngày xưa làm bằng đá, cho vào chuyên thì để giã ngô, giã lúa, giã khoai, giã sắn, giã thóc vân vân đó. Đó. Cối giã thì thường có ba loại chày. Một loại chày là họ dùng bằng, có thể dùng bằng hơi nước để giã gạo, như miền ngược á, họ mang ra bờ sông á, họ làm một cái lán nhỏ nhỏ lên, họ làm một cái ấy thật to, nó quay nước ở ngoài sông, và họ làm cái cho cái máng nước nó chảy vào trong, trong gần trong nhà, cái máng nước nó chảy, nó rót vào đầy một cái đối trọng bên này, cái đường nước đối trọng bên này đầy một cái, thì bắt đầu nó cất cao cái bên kia lên, cất cao chảy bên kia. Nhưng khi cất đầy lên một cái thì nó lại đổ ra một cái, đổ hết nước đi thì nó lại đâm phịch bên kia xuống một cái. Đấy, giá gạo nó cứ từ từ như thế. Thế là đến sáng, thế là họ đến họ bốc gạo ra thôi, thế là gạo vừa chín, gạo vừa được. Đó là một loại cối giã như vậy. Một loại chày giã nữa là chày đứng. Chày đứng ví dụ nó dài, nó to, nó dài như thế này, cứ đứng cầm hai tay là gì, là giã xuống thế này thôi. Đó gọi là chày đứng. Còn một loại nữa chày vồ. Chày vồ nó có cái dùi ra như cái chày ra thế này, và nó ở ngoài này nó làm lên một cái to hơn. Cái trên cái dưới đứng như này, cầm như này là cứ thế là vồ xuống cái cối giã gạo như thế này, thế là nó thành thôi. Đấy. Cối giã thì nó có thường có ba loại chày như thế. Nếu mà những kẻ ở trên đời phạm vào tội thập ác ngũ nghịch và những cái tội ác lớn, sau khi mất đi thần thức đọa vào trong ngục này, nếu mà vào trong cái loại cối giã này thì cũng khiếp lắm. Ai mà thích ăn canh cua hay giã cua thì biết tay. Tôi ngày xưa tôi thích ăn canh cua, tôi giã cua rất nhiều. Cho nên sau khi đi tu được một thời gian hơn một năm sau, chiêm bao toàn thế cua nó đến nó cắp mình. Nó cua nó cắp mình, và tôi phải mất là mấy tháng trời là chuyên phóng sinh cua. Thì sau đó, từ đó tới bây giờ không còn chiêm bao thế nó nữa. Chắc có khi là tội đã hết rồi. Vì tội hết mình mà không thấy nó nữa. Vì tất cả những việc mình làm đều đem hồi hướng, sám hối tất cả những cái tội lỗi của mình đã gây nên. Và đặc biệt là bao nhiêu câu niệm Phật, bao nhiêu câu tu hành, bao nhiêu công đức tu hành và bao nhiêu công đức mà lên thuyết giảng như thế này đều đem hồi hướng cho họ được siêu sinh hết. Cho nên chúng ta bảo niệm Phật, tại sao bảo một câu niệm Phật A Di Đà Phật nhất tâm ở trong kinh Vô Lượng Thọ tiêu được 80 ức kiếp sinh tử, nhưng tại sao chả thấy mình tiêu mấy nhỉ? Cái thứ nhất là mình giả nợ. Nợ từ vô thủy kiếp tới nay chúng ta giả nợ, chúng ta phải tiêu cho họ đã. Tu được một chút công đức chúng ta phải trả nợ đó. Cho nên có những người hòa thượng tình không, nó có những người tại sao mà càng tu càng đổ nghiệp, càng tu càng ốm đau, càng tu càng bệnh tật. Chúng ta đừng có buồn,
Nếu mà tu mà nghiệp đổ đừng có buồn, thì chúng ta biết rằng chúng ta đi đúng đường rồi. Chúng ta có sinh được một chút công đức rồi thì oan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ chúng ta. Chúng ta hoan hỉ trả đi. Trả cái nợ vui vẻ, trả cái nợ ở kiếp này ngày hôm nay còn thân thể mạnh khỏe, chúng ta vui vẻ trả đi thì đời sau kiếp sau chúng ta không bị vào trong 18 địa ngục này nữa. Cho nên tôi hoan hỉ lắm. Lúc nào mà ốm đau bệnh tật tôi biết rồi, do oan gia trái chủ nó đến nó đòi đấy mà, kệ nó. Niệm Phật hồi hướng cho nó trước. Mình khỏe thì khỏe, không khỏe thì thôi không sao. Sống thì tu mà chết thì về với Phật. Tin tưởng như vậy không có buồn phiền về nó, cũng chẳng phải lo lắng gì nó quá nhiều. Cho nên có những lần mà ốm đau, bác sĩ bảo là thầy bị suy dinh dưỡng. Ngày xưa nó bé, ngày xưa nó gầy gầy nhom nhom 37-38 cân. Các bác sĩ bảo thầy bị suy dinh dưỡng, bị thiếu các chất vitamin, cho nên là thầy phải ăn thịt vào, ăn xương hầm vào, ăn tim, ăn gan vào thì chúng con mới chữa được cho thầy khỏe. Thì mình nghĩ trong bụng á, nếu mà khỏe cái thân này mà cái tâm mình nó không khỏe lên á, thì thà rằng nó chết cái thân này để cho cái tâm mình, bảo tồn cái tâm mình, nó giữ vững cái niềm tin xuất gia từ đầu, còn hơn là khỏe cái thân mà mình mất, đánh mất đi cái niềm tin và cái tâm bồ đề phát nguyện xuất gia để làm gì của mình. Mình phát nguyện xuất gia không phải vì cầu cơm áo gạo tiền. Phát nguyện xuất gia không phải là vì thất tình lục dục vân vân, mà mình phát nguyện xuất gia là muốn học cái hạnh của Đức Quán Âm Bồ Tát. Ngày xưa tôi đọc kinh Phật Bà Chú Ba Chủ Hương mà tôi phát nguyện xuất gia, thấy là Bồ Tát là móc mắt chặt tay lấy tủy lấy máu để cứu cha, cho nên là cảm động quá. Ở trên đời mà lại có những người mà vĩ đại như thế sao, mà xuất gia có thể làm những việc lớn như thế hay sao? Cho nên là quyết định là phát nguyện xuất gia. Mặc dù khi đó tôi chưa biết Phật Pháp là cái gì lớn lao cả, chỉ đọc cái kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương và muốn đi tu thôi. Vào chùa càng học càng tu mới càng thấy rằng giáo lý của Đức Phật nó vượt xa cái Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương rất nhiều. Đó. Đấy là cái động lực của mình đi tu, mình phải giữ nó. Không phải vì béo tốt cái thân thể này mà mình phục vụ nó, nuôi dưỡng một mình nó. Đó, cho nên chúng ta học Phật là phải luôn luôn có cái ý chí để tiến lên, hướng lên, noi gương Phật Bồ Tát và các vị tổ sư, những bậc chân tu đó để mà làm theo. Chứ đừng có noi theo những cái phường bại hoại ở trong Phật môn, ở trong cửa Phật. Đừng có noi theo những cái kẻ mà lợi dụng cửa Phật sinh sống qua ngày, thì chúng ta cũng sẽ hư thối mất cái tâm nguyện của tu hành của chúng ta thôi. Đó. Thế cho nên á, ở đây rồi còn nữa, cưa đục dao cày kéo để làm gì? Tất cả những cái đó cũng chỉ để là để hành hình tội nhân. Vì sao? Vì ở trên đời này chúng ta dùng cái gì để sát sinh, hại vật, thì sau khi mất đi vào A Tỳ địa ngục thì cái đó, cái khí cụ đó cũng sẽ hiện đến với chúng ta. Đó. Vì sao lại có trâu sắt, rồi ngựa sắt, rồi lừa sắt vân vân? Đó chính là những kẻ ở trên đời này mà chuyên sát sinh những cái loài động vật đó vậy. Các vị nhìn thấy mà thương lắm, rớt nước mắt đấy, trong lòng đau nhói, đứt từng khúc ruột ra ấy. Nhìn nó giết con ngựa, một con ngựa đang gần gũi với họ như vậy. Mà con ngựa thì là một loài động vật cũng rất là thông minh. Nó vào nó sờ một cái, nó cầm sẵn cái búa hoặc cầm sẵn một cái dao to, nó gõ vào cái đỉnh đầu của con ngựa một cái và con ngựa ngã lăn xuống ngay. Đó. Ngã lăn ngay tức thì. Con người chúng ta thế, gõ một cái vào đầu xem, gõ mạnh một cái vào đầu chúng ta ngã lăn xuống ngay. Và con ngựa sức nó khỏe hơn con người chúng ta, gõ một cái nó lăn xuống. Rồi con trâu cũng thế, con bò cũng thế, ngã cái nó lăn xuống. Hôm trước tôi nói rồi, bây giờ nó giết trâu giết bò bằng máy công nghiệp, nó giết mổ công nghiệp nó còn kinh khủng hơn nữa.
giết lợn giết chó cũng kinh khủng nữa. Đó. Ở Trung Quốc nó có một cái lễ hội gọi là lễ hội gì? Lễ hội giết chó và lễ hội ăn thịt chó. Mỗi một cái lễ hội mỗi năm một lần nó tổ chức như vậy ấy, nó giết hại hàng gì? Hàng trăm nghìn con chó. Kinh khủng luôn. Còn ở Nepal á, nó có một cái lễ hội gọi là giết trâu tế thần. Giết trâu tế thần. Mỗi một năm năm nó, à ba năm, ba năm lễ hội một lần như vậy. Mà mỗi một lần nó giết như vậy là hàng đến vài chục nghìn con trâu. Nó toàn gì? Toàn chặt cổ thôi. Chặt đứt cổ con trâu ra để lấy, gọi là lấy máu tế thần, và một bãi la liệt như vậy. Mà cái tổ chức động vật thế giới họ lên án. Họ gửi thư lên thủ tướng của Nepal yêu cầu chấm dứt cái đó, nhưng mà gì? Thủ tướng trả lời là đây là cái tập tục và cái phong tục lễ hội truyền thống của đất nước Nepal đã có hơn 400 năm nay rồi, không thể cải đổi được. Nhưng vừa qua cách đây khoảng hơn 2 tháng về trước, chúng ta thấy là có hai cái trận động đất và trận động đất kép mà Nepal đã mất bao nhiêu người. Và khi họ nhìn thấy cái cảnh tượng mọi người chết la liệt ở ngoài đường phố, chôn vùi thây xác ở trong nhà, trong đình, trong đền, khắp nơi, trong nhà ngoài chợ đều có những người chết như vậy, thế họ mới thấy rằng khi đó các tổ chức và các nhà tâm linh họ mới nói rằng á, đó là do gì? Do quả báo của cái tội là sát sinh, giết vật tế thần vậy. Ngày xưa Đức Phật đi đến đâu thì Ngài liền khuyên là phá bỏ những cái tục lệ là sát sinh tế thần như vậy, cũng như là giết người tế thần như vậy. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế Ấn Độ, nó còn gọi là tế sống người cơ. Tức là con trai con gái mà mới lớn lên ấy, nó cho lên giàn hỏa thiêu và nó thiêu sống, nó bảo là tế thần. Nhất là con gái ấy, mà có nhan sắc á, mỗi một năm đến cái lễ hội tế thần nó giết bao nhiêu cô gái đó. Con gái nhà ai mà xinh đẹp, nó bắt nó đem vào đấy để nó dâng thần, nó giết sống, cho vào hỏa thiêu để giết sống, gọi là tế thần. Kinh khủng lắm. Đó. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng ở xã hội nó có rất nhiều những cái điều mà nó rất là phi lý với đạo đức, nhân phẩm của một con người. Nhưng mà họ thì họ mê lầm, họ cho đó là nét văn hóa đặc trưng truyền thống của quê hương họ, đất nước họ, dân tộc họ. Họ không biết rằng đó là một việc cực ác. Và sau khi chết đi, còn sống họ cũng đã gặp nhiều khó khăn rồi. Chết đi rồi vào trong A Tỳ địa ngục này, lúc đó họ mới biết là như thế nào là tội khổ. Cũng rất may cho đất nước Nepal là có một cái tin mừng. Sau khi hai cái trận động đất kép chết nhiều như vậy, và nhiều nhà tâm linh ở trên thế giới, đặc biệt là các vị Lạt Ma, đặc biệt là Đức Đại Lạt Ma, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có ý kiến rất nhiều. Và các tổ chức thiên nhiên, yêu thiên nhiên, động vật, hoang dã ở thế giới họ lên tiếng nhiều. Và Thủ tướng Nepal đã trưng cầu dân ý, và nhân dân Nepal đã chấp nhận bỏ cái lễ hội giết trâu đó, bắt đầu từ năm 2015 trở đi là không bao giờ tổ chức cái lễ hội giết trâu chém trâu như vậy nữa. Đây là một cái tin mừng, và có thể chúng ta có thể cho một tràng pháo tay để chúc mừng nhân dân Nepal. Quê hương của Đức Phật đản sinh đó, Đức Phật sinh ra tại đất nước Nepal. Vậy mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn đi mấy trăm năm sau, hơn nghìn năm sau, cái tục lệ đó mới có 400 năm nay, thì vậy như là 2100 năm nay. Đức Phật nhập Niết Bàn 2100 năm thì sinh ra một cái tục lệ đó. Cái tục đó nó rất đơn giản, có gì đâu. Nó xuất phát là hơn 400 năm trước là có một cái tù nhân. Lịch sử của nó là có một tù nhân. Nó đi tù. Nó bị nhốt ở trong tù. Nó bị là hai cái còng treo ở trên tay nó, và nó nhốt ở trong tù. Nhưng tối hôm đó nó ngủ chiêm bao,
nó thấy là một vị nữ thần đến bảo nó rằng á, nếu mà đồng ý xây một cái nhà thờ để thờ họ, thờ cái vị nữ thần đó, thì đêm hôm nay ngươi sẽ gì? Sẽ được thoát khỏi tù tội, sẽ được về nhà. Đó. Thì cái anh chàng này thì đi tù là bị tù chính trị ở nước khác. Nó bắt đi tù kiểu chắc có thể làm gián điệp hay là làm cái gì đó chứ bị đi tù. Thì khi đến qua tối hôm đó thì vị này mơ mơ như vậy, đến sáng hôm sau thì tự nhiên thấy cái còng ở trên tay mình tự nhiên là mở khóa, không còn khóa nữa, và anh ta trốn. Anh ta trốn về được nhà một cái bắt đầu là anh ta gì? Nhớ đến cái giấc mơ đó, anh ta đem xây một cái đền thờ nhỏ nhỏ trong nhà anh ta. Và anh ta đem giết một cái gì? Trong nhà của anh có một con trâu duy nhất mà cha mẹ với người thân của anh nuôi ở nhà. Không có gì để giết, nhà nghèo mà. Thì anh ta đem giết con trâu đó. Anh ta làm cỗ để anh ta cúng cái vị thần đó. Và câu chuyện đó được lan truyền ra. Và nhân dân Nepal bắt đầu từ đó mới có cái tục lệ là giết trâu tế thần. Đấy, nó có nguyên nhân, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Và có những năm nó thu hút được hàng 2 vạn người, hàng 15 vạn người, 20 vạn người tham gia. Kinh khủng như vậy. Đó, nhưng rất may là đất nước họ đã bỏ được rồi. Tôi đọc một cái bài báo là đất nước mới đây là thủ tướng họ đã ký quyết định và bỏ, và hứa với các tổ chức thiên nhiên và yêu chuộng động vật trên thế giới là đến mùa lễ hội 2 năm nữa, 3 năm nữa là sẽ không còn nhìn thấy cảnh giết trâu như vậy nữa. Nếu mà không còn như vậy thì cái nạn động đất ở đất nước Nepal tôi nghĩ rằng có, nhưng mà nó không nặng như thế nữa, không thiệt hại nhiều như vậy nữa. Những cái nước mà hay giết hại nhiều thì thường bị động đất. Chúng ta thấy Nhật Bản vì sao hay động đất? Họ nói rằng Nhật Bản ở trên cái đường xích đạo cho nên hay bị động đất nhiều. Đấy là một phần. Nhưng chúng ta biết là người Nhật Bản nó giết hại hải sản, nó đi thuyền, nó bắt giết hải sản rất nhiều. Cho nên người Nhật Bản bị chịu cái quả báo là động đất, sóng thần cũng rất nhiều. Chúng ta thấy mấy năm nay cái kỷ lục giết hại không phải là người Nhật Bản nữa mà người Trung Quốc. Người Trung Quốc bây giờ mỗi khi nó ra biển, chúng ta biết nó ra biển. Báo chí của Việt Nam chúng ta bảo rằng tới đây nó chuẩn bị ra biển là gì? Là gần 10.000 con thuyền ra biển luôn một lúc. Thì chúng ta biết là 10.000 con thuyền đi ra biển một lúc thì chúng ta biết là như là đi chiến trận. Nó đi đến đâu thì các loài thủy tộc phải khiếp sợ đến đó. Thì chúng ta thấy là mấy năm trở lại đây, 5-10 năm trở lại, đặc biệt khoảng 5 năm trở lại đây, chúng ta thấy người dân Trung Quốc bị lũ lụt, bị thiên tai gần như là nhiều hơn các nước ở khu vực Đông Nam Á chúng ta. Vì cái ngôi vị sát sinh nhiều nhất không phải là Nhật Bản nữa mà bây giờ nó đang trở sang Trung Quốc. Thì con người Trung Quốc bây giờ hứng chịu rất nhiều những thiên tai, lũ lụt và hạn hán. Tới đây còn không biết thế nào nữa. Đó. Đấy, chúng nói thêm như vậy để chúng ta biết rằng á, cho nên á, cái tội ở đây, những tội nhân ở trong địa ngục này, những cái cảm báo đều là do con người ta tạo nên cả. Rồi còn nói nữa, nói là đói thì ăn hoàn sắt nóng, khát thì uống nước đồng sôi. Các vị nghĩ xem, đói mà ăn hoàn sắt nóng, chúng ta mà đói mà gì, ăn cái gì vội vàng á, xuống ăn cái gì vội mà nó nóng á, mà nó chưa kịp cho vào miệng rồi mà nó nóng á, thì chúng ta không thể nhả đi được, đúng không? Không thể nhả đi được, mà lúc đấy nhả đi thì nếu trước mặt mọi người thì chúng ta bất kính, xấu hổ, cho nên bắt buộc là phải nhai nhai vài cái rồi nuốt nó đi. Nuốt đến đâu chúng ta nghe nó nóng đến đấy, đúng không? Có ai bị như thế bao giờ chưa? Tôi ngày bé tôi bị 1-2 lần rồi. Tôi nhớ, tôi vẫn còn nhớ, mặc dù bé nhưng tôi vẫn còn nhớ. Đó. Nuốt vào đến đâu nó nóng nó đi đến đó, biết ngay. Nóng vào tới dạ dày nó vẫn còn nóng trong dạ dày khoảng độ tầm 1-2 phút nó mới hết. Nó giảm nhiệt nó mới hết. Đó là thức ăn thôi, nhưng còn đây gọi là hoàn sắt nóng. Cái hoàn sắt mà nung đỏ lên ấy, mà bắt nuốt ấy, chúng ta không muốn nuốt ở đó thì không được. Nghiêu đầu ngục tốt nó nhét vào chứ có phải là chúng ta muốn đâu. Có phải tội nhân ở đó muốn đâu, tội nhân không muốn. Nhưng mà đã vào đó rồi thì bắt buộc phải nuốt. Giống như mà mình làm việc sai trái mà vào tù rồi ấy mà. Bị tòa án xử rồi mình bảo là tôi không muốn vào tù.
Nhưng mình có nói đến hàng trăm nghìn lần bảo tôi không muốn vào tù, nhưng mình có được không? Anh đã tạo tội rồi, tòa án đã xử rồi, pháp luật đã xử rồi, thì đương nhiên anh có nói hàng trăm nghìn lần anh không muốn đi chăng nữa, anh có nói là tôi ăn năn rồi, tôi hối hận rồi, tôi biết lỗi rồi, thì cũng vẫn không được, mà vẫn phải vào đó một thời gian để cải tạo. Thì làm tốt thì có thể anh được ân xá, được đặc xá thì sẽ được ra trước thời hạn đó. Còn không thì phải hết cái thời hạn trong đó. Mà vào đó nếu mà không may anh lại ương bướng cãi nhau đánh nhau nữa thì nó lại xử thêm cho nữa, thì lại chồng thêm tội khổ nữa đó. Cho nên ở đây mới nói là đấy, cái tội đó khổ đau vô cùng. Rồi nói là khát thì uống nước đồng sôi, đói thì ăn hoàn sắt nóng, khát uống nước đồng sôi. Ở đây chúng ta đã có ai từng uống nước nóng mà vào trong miệng nó bỏng miệng chưa? Nuốt vào đến đâu nghe cũng gì, nghe cái nước nóng nó chảy đến đó, nóng lũa hết miệng ra, nhổ ra thì ngại, không có người còn nhổ ra được, mà có người trước mặt mình nhổ ra thì ngại, cho nên cố gắng ực nó đi vài một cái, nuốt vào đến đâu nghe nó, cái sức nóng của nước nó chảy vào đến đó. Nhưng đấy mới chỉ là nước nóng có 6-70 độ thôi. Nhưng còn nước đồng sôi á, đồng mà đun đỏ các biết nó gì, nó hàng gần hàng nghìn độ, gần nghìn độ, uống vào đây đâu thì nó chảy, nó phá lục phủ nội tạng của chúng ta đến đó, cho vào miệng một cái nó đã cháy miệng rồi, nhưng nuốt vào tới cổ họng nó cháy cổ họng, nuốt vào tới dạ dày thì nó cháy từ trên xuống dưới, cháy xèo xèo luôn đó, kinh khủng lắm. Nhưng mà vì nghiệp cảm cho nên vẫn cảm thấy cái tội báo như thế đấy, cho nên cái đó gọi là những tội khổ như thế, cho nên mới có cái nghĩa là vô gián. Nghĩa vô gián thứ ba. Còn thứ tư: bốn, chẳng luận đàn ông cũng chẳng luận đàn bà, thổ mán mường mọi rợ, già trẻ sang hay hèn, chư thiên long quỷ thần cùng các loại chúng sinh đã gây ra tội ác tất phải theo nghiệp báo, bởi thế nên ngục kia mới gọi là vô gián đó. Cái thứ tư trong kinh này, Địa Tạng Bồ Tát nói rằng á, không luận là đàn ông hay đàn bà, không luận là thổ mán mường mọi rợ. Thổ là gì? Thổ là chỉ cho loại người gì ạ? Hả? Thổ ngày xưa ở đây gọi là gì? Chỉ cho người kinh của chúng ta. Mán là chỉ cho người gì ạ? Người dân tộc, gọi là người Dao. Đấy, gọi là người Dao. Mường á, hay dân tộc của tôi này. Mường là dân tộc của tôi. Dân tộc Mường. Mọi rợ tức là chỉ cho những cái kẻ mà cái bộ tộc, những cái bộ tộc mà ở sâu ở trong rừng sâu núi thẳm ấy, họ ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài ấy, dân tộc gọi là đại thiểu số ấy, mà sống cực kỳ là cái phong tục của họ nó khác với cái người phát triển tiến triển xã hội của chúng ta này lắm. Ở Việt Nam chúng ta cách đây mấy năm trước ấy, họ mới tìm ra một cái bộ tộc ở trong Quảng Bình ấy. Trong tỉnh Quảng Bình tìm ra một cái bộ tộc mà chỉ có mấy trăm người thôi. Khi mà tìm phát hiện ra họ chưa có quần áo đâu. Trên người họ không mặc một tí quần áo, là sống đúng với người nguyên thủy của chúng ta 3-4 nghìn năm trước. Đó là gì? Đàn ông đàn bà chỉ có che mối cái gì, cái vỏ cây thôi, với cái lá thôi. Cái lá cây, vỏ cây. Chúng ta biết là mới cách đây mấy năm thôi chúng ta mới tìm ra họ. Được. Phải hơn chục năm rồi, tầm mười mấy năm rồi. Cho bây giờ nhà nước, đảng nhà nước cũng gì? Cũng làm thành ấp cho họ ở rồi, làm thành những cái nhà rông, nhà sàn cho họ ở rồi, và cũng đem dạy con chữ cho họ rồi đó. Nhưng cả bộ tộc nó còn ít người lắm, nó chỉ sống bằng nghề săn bắn thôi. Cho dù là mọi rợ đi chăng nữa, nếu mà tạo tội sát sinh hại vật, sau khi mất đi cũng vào trong địa ngục này, xuống dưới Diêm Vương không có mình, không có cái là gì? Tại tôi không có văn hóa, tôi không biết con chữ, tôi không biết đọc biết viết, tôi chưa gặp kinh Phật, hay là tôi chưa biết nhân quả. Không có cái như thế được, không có chuyện cái như thế đó. Già trẻ mà tạo ác thì cũng bị tội. Như pháp luật của Việt Nam chúng ta gì, nếu mà phạm tội giết người 18 tuổi trở lên thì mới cấu thành tội phạm giết người, còn dưới 18 tuổi nữa họ gọi là tuổi gì ạ? Tuổi vị thành niên, tức là chưa trưởng thành, cho nên tội nó sẽ được tình tiết, nó sẽ giảm nhẹ đi. Nhưng ở dưới ngục A Tỳ này thì không, anh không đến 18 tuổi mà phạm tội giết người, tội của anh cũng giống như người
người lớn giết người vậy. Anh cố tình giết người, anh cố tình sát hại sinh linh thì cho dù 10 tuổi, 12 tuổi thì tội cũng như giống người 100 tuổi vậy. Anh mà 99, 100 tuổi anh giết hại sinh linh thì cái tội của anh cũng giống như anh người thanh niên giết hại vậy, không có gì khác. Đó. Sang hèn. Ở đây nói là chư thiên. Chư thiên cũng phạm tội. Có phạm tội không? Chư thiên cũng phạm tội. Trong kinh Đức Phật nói là chư thiên quái trời đau lợi sống 1.000 tuổi. Sống 1.000 năm tuổi. Đấy như đấy là nói gì? Nói chung thôi. Nhưng cũng có chư thiên gì ạ? Có thiên, chư thiên làm việc ác. Chưa đến 1.000 tuổi đã gì? Đã phải chết, đã bị đọa lạc. Vì chúng ta biết chư thiên còn gì? Còn vẫn còn có dục vọng như quái người chúng ta, nhưng tế nhị hơn thôi. Quái thần Atula, các vị long vương gì? Cũng có những vị long vương làm ác. Đó. Có những vị long vương làm ác. Ví dụ như mấy vị tôi bảo mà bảo dừng mưa mà không mưa là liệu chừng đấy. Và dừng mưa để nghe giảng mà mọi vị không mưa là cũng liệu chừng. Dừng mưa mà vẫn cứ mưa, mọi người không nghe giảng được là các vị cũng sẽ tổn phước. Chẳng hạn, cũng có những vị là nó đến nó trêu, chứ không phải là nó đến nó phá chúng ta, chứ không phải nó đến để hội trì. Đó. Thế, xã hội nó thế, quỷ thần nó cũng thế. Rồi á, chúng ta thấy ở đây đến các vị long thần, nếu mà làm gì, làm ác, cũng sẽ bị đọa. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện, ngày xưa bên, ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, tức là Đức Phật nhập Niết Bàn là mấy trăm năm. Bây giờ ở Ấn Độ, ở nước An Tức á, có hai vị thiền sư tu hành với nhau rất là tốt. Hai vị được gọi là những bậc là chân tu ở trong núi rừng á, đều đạt được những cái chính định, những cái tam muội nhất định á, của thiền định á. Thì hai người cùng tu với nhau. Thì một hôm một vị đó thì tự nhiên là đi, cái vị người bạn á, ngồi thiền định với đi lên các quái trời. Đi lên các quái trời thấy các cô gái ở trên các quái trời xinh đẹp quá. Với vị đó khởi cái tâm dâm dục với các cô gái đó. Rồi cái người bạn á, ngồi thiền á, cũng ở trong thiền định biết được cái người bạn của mình khởi tâm. Vì họ có tha tâm thông mà. Chứng được tham thông và biết được bạn của mình là khởi cái tâm dâm dục với các chư thiên nữ ở trên trời. Thế bây giờ cái vị tăng kia mới trêu rằng á, sư đệ tu hành xuất gia tu hành rồi mà còn khởi cái tâm ái dục với chư thiên là thế nào, và làm một cái bài kệ tỏ ý là trêu đùa thôi. Thế cái vị sư đệ của vị đó mới xấu hổ quá, mới liền là gì, thu thần nhập diệt luôn. Nhập diệt luôn tức là mình gọi là chết á, ngồi an nhiên trên bản tọa mà chết, tức là ngồi trên bồ đoàn mà chết á. Chúng ta thấy sinh tử đối với họ, muốn chết là chết được. Nhưng mà chết không phải giải thoát, mà chết thì sinh sang ở Trung Quốc. Sinh sang Trung Quốc. Và sau khi cái vị kia vừa mất đi, thì cái vị thì sư huynh kia trêu sư đệ của mình á, gọi các đệ tử của mình bảo rằng á, thôi ta đã gì, ta đã gây nên tội rồi. Ta đã chót trêu sư đệ của ta, và sư đệ của ta do xấu hổ quá, và sư đệ của ta đã đi thoát hóa rồi. Bây giờ ta phải đi theo để mà gì? Để mà độ cho ông ấy, để mà giải thoát, để mà sám trừ cái tội của ta đó là do trêu sư đệ của ta làm cho nó xấu hổ. Nó phải chết. Thế bây giờ cái vị kia cũng ngồi thiền ngay trên bản tọa và thị tịch. Rồi vị đó đầu thai trở lại làm gì? Là thái tử của nước An Tức. Ngài chính là gì? Là hậu thân, là tiền thân của ngài An Thế Cao đó, của pháp sư An Thế Cao. Đó. Và khi làm thái tử nước An Tức thì lên thái tử xong, ngài nhớ được kiếp trước của mình và ngài không ở lại làm vua, và ngài nhường ngôi cho người chú họ, và ngài cũng xuất gia tu tập trở thành một vị cao tăng. Sau này thành vị cao tăng rồi thì ngài mới nhớ được cái nhân duyên ngài sinh ra để đi sang Trung Quốc, và ngài phát nguyện đi sang Trung Quốc để độ cho người bạn của mình.
rồi cho người bạn của mình. Khi sang bên Trung Quốc á, thì các vị biết là có một cái miếu, câu chuyện kể về ngã Thế Cao, có một cái miếu thờ ở ngã trên ngã ba một con sông rất linh thiêng. Những người buôn bán làm ăn á, ai cầu cái gì thì được cái đó, cầu gì được đó. Cho nên cái miếu đó ngày đêm tấp nập 24/24, lúc nào cũng có khách đến lễ. Lợi tức thu phát về cái đền đó là quá nhiều. Chúng ta thấy ví dụ như Việt Nam, chúng ta như Phủ Tây Hồ chẳng hạn, cũng là một cái nơi là thiêng, thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Rồi như là đền Côn Sơn Kiếp Bạc, hay là đền Bà Chúa Kho chẳng hạn. Trong cái tiềm thức của người dân á, làm ăn buôn bán thì cho là những nơi đó là những nơi gì thiêng liêng. Đến đó cầu nguyện, và đến đó cầu nguyện thì mang rất nhiều những phẩm vật, kể cả những thức ăn đến tính mạng của chúng sinh, như là thủ lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng, vân vân chẳng hạn, mang đến đó để tế thần, tế các vị đó. Và cái ngôi miếu mà ngài ở bên Trung Quốc đó rất là linh thiêng, ai đến cầu gì cũng gần như là được. Cho nên nhân dân khắp các nơi đều đổ nhau đến đó, ở ngã ba, ở cái một con sông ở đất Giang Nam Trung Quốc. Và khi ngài An Thế Cao sang tới đó, thì ngài nhớ tới đó, ngài đi qua, đi trên thuyền. Thì ngài khi đại ngài, ngài đi thuyền, cái thuyền chở ngài đến đó thì tự nhiên là thuyền không đi được. Thế mọi người cùng đoàn thuyền nói rằng, mới hỏi ra mới biết là dân ở nơi đó có cái miếu thờ rất thiêng. Ai mà đi qua con sông đó mà không vào lễ cái miếu đó thì chắc chắn gặp trục trặc ở trên đường, hoặc làm ăn không đâu vào đâu. Nhưng lên lễ miếu thì đi sẽ thuận tiện, sông nước đều thuận tiện, đường xá thuận tiện, mà làm ăn thì gặp may mắn. Cho nên bây giờ đấy, cái đoàn thương buôn đó mới cùng nhau với ngài An Thế Cao là lên bờ. Thì lên bờ thì mọi người vào lễ, ngài An Thế Cao đứng ngoài sân một tí, thì ngài mới bắt đầu, ngài mới nói to lên rằng á, tôi tưởng sau khi chia tay ông đi đâu, làm công việc Phật sự gì, không ngờ rằng ông lại đến đây, ở nơi đây để mê hoặc lòng người như thế hay sao. Ông đã mê ở kiếp trước rồi, đời này còn mê hoặc chúng sinh nữa, vậy ông muốn tạo cái tội để đi vào địa ngục hay sao? Nghe nói như ngài An Thế Cao đứng ngoài sân nói như vậy, thì ở trong cái hậu cung, cái điện, cái miếu thờ đó, nghe cái tiếng loảng xoảng rầm rầm ở trong, ầm ầm ở trong trong đền thờ á, thì mọi người chạy vào thì đổ thờ, mâm lễ các thứ của người dân tế lễ là đổ hết, liếng xiềng hết. Và mấy ngày sau thì mọi người tự nhiên nghe cái mùi hôi thối, mùi hôi thối là nồng nặc ra. Thế mọi người dân làng mới đi tìm, tìm thì cách đó là mấy dặm thì có gì, có một con chăn, có một con rắn khổng lồ, người mình là con chăn đó, khổng lồ là chết ở chỗ cái đầm lầy đó. Đó, con rắn chết khổng lồ chết ở đầm lầy đó. Và mọi người gì là chôn cất cái con chăn đó, và từ đó trở đi cái miếu đó không thiêng nữa. Mọi người đến cầu cái gì cũng không như được ngày xưa nữa, không thiêng nữa. Đó, đấy là kể về câu chuyện của ngài An Thế Cao đổ cho bạn của mình đó là thần đó, quỷ thần đó. Anh ngồi anh tiếp nhận cái gì, cái sự cung kính cúng dường của mọi người, lễ lạy của mọi người, mọi người đem đến giết hại sinh linh để tế anh, bái anh, anh tiếp nhận hay không tiếp nhận, anh cứ gia hộ cho họ một cái là họ giết hại đến cho anh chết, họ vào địa ngục thì anh cũng vào địa ngục. Cho nên ngài An Thế Cao đi đến là chỉ đứng ở ngoài sân nói rằng á, tưởng ông đi đâu, làm công việc Phật sự gì, ai ngờ ông lại đến đây để mê hoặc lòng người, mê hoặc chúng sinh như thế. Đời trước đã không thành tựu rồi, đời này còn muốn vào địa ngục nữa hay sao? Chỉ một câu nói đấy mà cái vị thần ở cái miếu ở ngã ba con sông ở đất Giang Nam đó liền là tỉnh ngộ và thoát thai làm thân gì. Con rắn đó thì thuộc về gì ạ? Thuộc về long đó, thuộc về long thần đó, đã làm long thần. Đấy, cho nên đó, chúng ta thấy cũng có những vị long thần, các vị quỷ thần lầm đường lạc lối,
trở thành những vị gì, long thần ác, long vương lắm khi ông đau đầu với con của mình, với cháu của mình đó. Chúng ta thấy xem phim Tây Du Ký đúng không? Có những vị thái tử, long vương thái tử á, chỉ là với những vị công chúa chuyển đi muốn, vị thì muốn ăn thịt sư phụ Đường Tăng đúng không? Vị thì muốn Đường Tăng, bắt Đường Tăng để làm gì ạ? Để làm chồng. Nó bảo là chỉ ngủ được với Đường Tăng một đêm thôi là thế là được thành tiên. Có vị thì bảo là ăn thịt Đường Tăng thôi thì 500 năm trường thọ. Thế là người thì nó muốn ăn thịt, người thì nó muốn Đường Tăng làm chồng. Cho nên đấy này, cũng có những vị long thần đi sai đường lạc lối, khiến cho Diêm Vương là cha, là mẹ cũng phải gì, phải buồn tủi với con của mình. Giống như chúng ta vậy. Cũng có những người mà sinh con ra mà con nó không theo ý mình á. Cờ bạc, rượu, chè, trai gái, đàn đúm, á phiện, bóng đá, xì ke, ma túy, vân vân đó, chúng ta cũng buồn lắm, tủi lắm, nhục lắm. Nhưng chúng ta không thể cầm dao giết nó được, khổ lắm. Dù sao nó vẫn là con của chúng ta, ngày đêm khóc lóc về nó, nhưng cũng vẫn phải cắn răng mà chịu đựng. Đi ra đường thì bị tủi hổ, tủi nhục về nó, cũng vẫn phải cắn răng để mà chịu đựng. Long vương cũng thế. Có những long nữ, có những vị thái tử của long vương cũng ngang tàng bạo ngược lắm. Cho nên chúng ta thấy làm chư thiên long thần rồi vẫn có những người ác, cho vẫn đọa lạc. Cho nên là trong kinh này quỷ vương mới nói rằng gì, họ hàng nhà quỷ cũng có những quỷ chuyên làm việc thiện, cứu giúp người, hộ trì Phật pháp, học tập Phật pháp, nhưng cũng có những quỷ là ác độc vô cùng, chỉ nhằm để giết hại chúng sinh mà thôi, trực ăn máu, uống huyết, ăn thịt của chúng sinh mà thôi, và thu hút tinh khí của chúng sinh để tu luyện pháp thuật và công lực của mình mà thôi. Đấy. Cho nên càng thời mạt pháp này thì các loài ác quỷ thần hiện ở thế gian càng nhiều, xuất hiện thế gian càng nhiều. Họ tu hành, thậm chí họ hiện thân là người tu hành đó các vị ạ. Nó mượn xác của người tu để nó, những người tu mà sai pháp á, mà cứ mong cầu thần thông á, nó hiện vào để nó mê hoặc chúng sinh. Và chúng ta thấy là gì? Rõ ràng vì kia là thầy cơ mà, hòa thượng cơ mà, thượng tọa cơ mà, đại đức cơ mà, tăng ni cơ mà. Mà đương nhiên nó hiện thân như thế là chúng ta dễ tin rồi. Có vị Phật tử nói với tôi là hôm qua đi với tôi, nói với tôi là ở dưới Nam Định có một vị sư, một vị sư cô, gọi là sư cô thôi thì cho nó theo hình tướng, chứ thực tế đây không đúng, đấy không phải sư, hành động việc làm đấy không phải sư. Trong giới luật của Đức Phật thì nói là gì, cấm ăn ngũ tân. Ngũ tân là gì? Là hành, là hẹ, là tỏi, là kiệu và là hưng cừ. Hưng cừ đó chính là hành tây đó các vị ạ. Hưng cừ là tiếng Ấn Độ. Ở Trung Quốc nó không có, ngày xưa Trung Quốc chưa có hành tây, bán ở Trung Quốc và chưa trồng được hành tây, cho nên á họ không biết cái quả đó là cái quả gì. Nhưng sau này á, khi mà đất nước phát triển giao thương với nhau á, thì cái hưng cừ đó chính là hành tây. Đó. Hòa thượng Tịnh Không nói hưng cừ chính là hành tây, mà trong sách cho cha ra hưng cừ cũng bây giờ cũng chính là hành tây trong từ điển á. Đó thì hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, năm loại đó là Đức Phật nó cay nồng, ăn vào thì nó tăng trưởng dục vọng. Nói thẳng ra với nhau là ăn vào cái thứ đó nó tăng trưởng dục vọng. Người tu mà dục vọng mà tăng trưởng thì không tu được. Nam thì phá giới, nữ cũng phá giới ngay. Vì dục vọng mà nó phát triển lên, các vị biết rồi, nó còn hơn là lò lửa nó nung nấu con người chúng ta. Ngoài ra nó gì, còn có cái mùi hôi nữa. Khi mà người ăn cái ngũ tân, cái mùi hôi ở trong miệng chúng ta kinh khủng. Đến chùa mà những vị nào mà ăn hành, ăn tỏi, ngồi gần chúng tôi mà thở ra cái mùi mà chúng tôi thậm chí mà xin lỗi các vị, mà buồn nôn, muốn nôn ngay trước mặt họ luôn. Cái mùi mà họ ăn tỏi, nhất là ăn tỏi và ăn hành kinh lắm. Nhưng mà vì cái phép lịch sự cho nên mình phải nhắm mắt nhắm mũi. Lắm khi họ cứ ngồi sát lại mình đã ý thức mình đấy thì mình đã tránh tránh ra rồi. Thì họ lại gì, họ càng dịch vào mình nữa. Thế mới đau chứ lại. Nó thấy là mình tránh đi rồi là nó phải biết. Mà mình nói cái gì á, gần người ta á, mà nói gần á, mình phải gì? Thường thường là phải lấy tay để che miệng lại để nói như thế này, sợ hơi hôi của miệng mình phà vào người của họ và khiến cho họ gì? Mất cái niềm tin, bất kính với mình. Đó là xã hội.
Chúng ta thấy nhiều khi mà xử sự nó tế nhị trong cuộc sống như vậy. Đấy, ăn ngũ tân trong kinh Đức Phật, luật Đức Phật cấm rõ ràng. Vậy mà Phật tử nói ở cái chùa đó, họ trồng thì trồng hành, trồng hẹ, trồng tỏi, trồng rau sống tất cả ở trong vườn của họ. Và họ bảo ăn cái đó thì mới tốt. Ăn hành tức là pháp hành đấy. Cái vị sư giải thích với các Phật tử ăn hành tức là pháp hành, không cần phải tu. Ăn hành tức là pháp hành rồi, không cần phải tu nữa. Rồi Phật tử còn nói là còn nó còn tồi tệ hơn nữa, đó là ăn trứng. Nó bảo ăn trứng. Phật tử hôm qua bảo là ăn trứng. Ăn trứng thì không phải bình thường đâu các vị ạ. Một quả trứng mua ngoài chợ bây giờ mấy nghìn? 3.000 hả? Nhưng ở trong chùa đó thì bán một quả trứng là 20.000. Một quả trứng 20.000. Nhưng mà ăn một quả trứng á thì xong rồi, ăn xong rồi bắt đầu được một tí rồi các Phật tử ở trong chùa đó mới đi đòi là gì? Ăn một thì trả 10. Một quả trứng 20.000 thì bây giờ thành gì ạ? 200.000. Trả 200.000. Thế bảo ăn trứng là gì? Đó cũng là một pháp tu rồi. Ăn trứng tức là pháp vị. À, ăn hành là pháp hành, còn ăn trứng là pháp vị, là không cần phải tu nữa. Ăn quả trứng đó tức là mình đã trứng rồi, trứng được cái quả quả vị rồi, tu hành đã thành tựu rồi. Cho nên á, ăn một quả chỉ cần á, mang gì, mang trả tam bảo 10 quả thôi, tức là 20.000 trả thành gì, gấp 10 lần thành 200.000, thế là ngon lành, thế là trứng rồi, về không phải tu nữa. Mai kia chuẩn bị chết á, thì cứ chuẩn bị về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các vị muốn chắc vào Tây Phương Cực Lạc không? Rồi á, chắc chắn là cái ngục thứ 13 này thì thầy trò dắt nhau vào sớm thôi. Tôi dám khẳng định như thế. Nhưng mà chúng ta biết là vẫn có người tin theo. Thậm chí Phật tử đi quy 20-30 năm rồi, tu tịnh độ rồi, nghe các hòa thượng thường tọa giảng rồi, mà vẫn chạy theo nó. Thế tôi hỏi là cái vị đó như thế nào? Phật tử bảo con chưa thấy mặt bao giờ, vì tối vị mới ra. Ban ngày không bao giờ ra, không ai nhìn thấy vị ban ngày, ban đêm mới ra. Chết chưa? Rõ ràng rồi là còn gì nữa? Đấy là quỷ còn gì nữa? Quỷ nhập thân để nó lừa gạt chúng sinh rồi còn gì? Vậy mà cứ tin là thật. Vì quỷ thần thì loài quỷ ác quỷ nó mới không ra dám ra ánh sáng. Các vị không tin, lấy cái gương bát quái, một cái gương lớn, khi thấy vị nó ra một cái dơ lên mặt, cái gương đó chỉ đại bi thập chú 21 biến vào cái gương đó. Đến thì dơ cái gương đó ra một cái thì nó lấy tay nó che mặt ngay. Thì đó chính là quỷ đấy. Hoặc là gì, nó kêu gào lên và nó trốn vào trong phòng ngay. 100% là quỷ đấy. Một cái gương lớn hoặc một cái gương bát quái thôi, chỉ 21 biến đại bi thập chú vào đó. Đến đang ngồi nói chuyện mà cái dơ ra, nhìn xoay nó một cái là gì? Nó giật mình và nó lấy tay che mặt ngay. Đấy. Quỷ đấy. Vậy mà nó nói như vậy. Rồi nó nữa, nó còn nói nữa. Phật tử bảo là còn nó còn kinh khủng hơn nữa. Nó còn bảo là tu là không được ngủ giường, phải nằm dưới đất. Mà nằm dưới đất là không được đắp chăn, chỉ phải đắp chiếu thôi. Phải tu khổ hạnh như thế. Đi chân đất, ngủ dưới đất, rồi đắp chiếu cói. Lạnh thế nào thì lạnh phải đắp chiếu. Đắp chiếu tức là gì? Đắp chiếu tức là quán chiếu thân thể của mình. Thế mới đau chứ. Nào, đắp chiếu tức là người đó phải đắp chiếu để nằm một mình dưới đất để quán chiếu thân thể của mình. Ăn hành tức là ăn pháp hành, ăn trứng thì ăn pháp vị, tức là trứng mà. Còn đắp chiếu tức là quán chiếu thân thể của mình. Rồi nó còn tồi tệ hơn nữa, nó bảo là Phật tử nói là còn nghe nói nhưng mà chưa được chứng kiến, còn mấy cái kia chứng kiến rồi. Cái mà chưa được chứng kiến nhưng mà nghe mọi người nói rằng á, nói lại á, xây một cái nhà vệ sinh. Xây một cái nhà vệ sinh, tất nhiên là không đi vệ sinh vào đó. Xây một cái nhà giống như nhà vệ sinh và vào đó và nằm ngủ ở trong đó, giải chiếu, đắp chiếu nằm ngủ trong đó. Nhà vệ sinh đó gọi là nhà gì? Nhà vệ sinh chúng ta gọi là nhà gì ạ? Nhà cầu đúng không? Đúng không ạ? Còn gọi là nhà gì nữa? Nhà tiêu. Đúng không ạ? Gọi là nhà cầu tức là cầu gì? Cầu phúc báo, cầu thành Phật. Còn nhà tiêu tức là gì? Là tiêu nghiệp chướng. Ai à, thế mới đau vậy mà vẫn còn có kẻ tin. Trên đời này sao mà lắm kẻ mà nó mê mở đến thế. Nó lừa đảo rành rành như thế mà vẫn còn tin. Đau chưa? Chúng ta thấy, thế mới gọi là thời mạt pháp. Rồi còn có những kẻ mà nó, có những kẻ mà, đấy là chuyện có thật 100% đấy. Phật tử đi với tôi kể đấy. Mà chính Phật tử đó đã ăn một quả trứng thôi.
ăn một quả trứng rồi bảo, thế tôi hỏi thế tại sao bà vẫn ăn quả trứng đó? Thế bảo con đi để biết mà. Đó. Cũng may mà biết, may mà có một chút kiến thức. Chứ không có như mấy bà kia mà không có kiến thức một cái là chết luôn. À, ăn hành thì bảo là pháp hành, ăn trứng thì là pháp vị. À, đắp chiếu thì bảo là quán chiếu, ngủ trong nhà tiêu thì bảo là tiêu nghiệp. À, và thành Phật. Chúng ta thấy xã hội bây giờ khó khăn lắm. Tối hôm qua và sáng nay tôi mới phải giải thích cho một bạn sinh viên. Bạn ấy nhắn tin, bạn hỏi tôi là có một người bạn thân đi sang Đài Loan tu tập theo một cái pháp, gọi là tốt lắm, không phải là Phật giáo, tu hành mầu nhiệm lắm, thần thông lắm, vi diệu lắm. Thế tôi hỏi pháp gì? Thế bạn ấy kể ra, tôi bảo không phải là Phật pháp. Rồi bạn ấy lại hỏi là pháp Luân Công, là một pháp môn tu tập cũng vi diệu, nhiều người trên thế giới theo lắm. Tôi bảo cũng không phải là Phật pháp. Pháp Luân Công chỉ là một môn yoga, khí công, rèn luyện sức khỏe, ngày xưa nó rất tốt. Nhưng xong rồi nó biến chất thành gì? Thành một tổ chức chính trị. Một tổ chức chính trị. Và bây giờ nó vẫn là, đứng đằng sau nó vẫn là một tổ chức chính trị. Lợi dụng cái Pháp Luân Công đó để làm chính trị. Đó. Và Việt Nam chúng ta, Trung Quốc thì nó cấm triệt để. Vì cái đó là một tổ chức chính trị phản lại đường lối của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Ở Việt Nam chúng ta một thời là chúng ta cũng cấm không cho nó hoạt động, nhưng bây giờ nó lén lút thôi. Và tôi bảo cái đó cũng không phải là Phật pháp chân chính. Nó giống như là môn thái cực quyền đấy mà, luyện sức khỏe đấy mà, giống như thái cực quyền đấy. À. Rồi nhiều pháp tu lắm, có rất nhiều pháp tu, ở bây giờ càng ngày nó càng nhiều pháp tu. Rồi có những pháp tu mà vị Phật tử cũng nói là ở Việt Nam chúng ta có một ông hòa thượng tu ở bên Thái Lan. Ông hòa thượng bảo giỏi lắm, không cần phải tu tập gì, chỉ cần sau khi chết đi mang cái ảnh đến cho ông ấy sờ qua một cái là được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Sờ qua ảnh thôi đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sướng quá gì nữa đúng không? Thần thông của ông ấy còn hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật mà có hiện thế thì phải bái ông ấy là sư phụ mất. Quyền năng của ông ấy là nhìn qua ảnh sờ một cái là giúp cho người ta vãng sinh được. Mà thậm chí còn không phải ông ấy sờ mà đệ tử của ông ấy sờ cũng vãng sinh. Mà mỗi một năm đi lại đấy phải mất 20-30 triệu, 40-50 triệu. Không cần phải tu, chỉ một năm sang đấy một lần để lấy pháp thôi. Sang đấy đệ tử ông ấy sờ đầu một cái thế là về khỏi phải tu cả năm luôn. Mai kia chết đi mang ảnh đến, muốn siêu độ mang ảnh đến, đệ tử của ông ấy hoặc ông ấy sờ cho một cái thế là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đó, thời mạt pháp, ma vương, quỷ sứ, yêu nghiệt, chi sư hiện hình ở thế gian rất nhiều. Đấy, tôi dám khẳng định 100% là ma vương, quỷ sứ, yêu nghiệt, chi sư hiện hình là tướng tăng để phá đạo đấy. Thế chúng ta không học Phật, chúng ta không hiểu. Học rồi chúng ta mới hiểu. Đó. Cho nên quỷ thần cũng có những vị gì? Những vị làm những việc xấu ác. Đó. Cho nên ở đây nói là thiên long quỷ thần mà làm ác cũng bị đọa lạc như thường. Vào trong cái địa ngục này như thường. Vì vậy á, tất cả đều vào đó không phân biệt. Mà vào đó thì bình đẳng, chịu tội như nhau, cho nên gọi là vô gián. Thứ năm, địa ngục ấy gọi là chịu khổ vô cùng, chết đi rồi sống lại ngày đêm cả vạn lần. Đó, chết đi sống lại ngày đêm cả vạn lần đó. Trải qua nhiều kiếp số, thật chẳng thể nghĩ bàn, trừ khi nào nghiệp tiêu tội hết mới đầu thai. Bởi thế nên ngục ấy gọi tên là vô gián. Đó, đấy giải thích về cái vô gián địa ngục Địa Tạng. Bồ Tát nói là có năm nghĩa, cho nên mới gọi là vô gián địa ngục như thế. Địa ngục thứ 14 là uổng tử địa ngục. Kinh nói rằng những người sống ở trên đời mà không biết quý tiếc thân mạng của mình, đi tự tử đó, quyên sinh tự tử đó, thì sau khi tự tử rồi chết đi thường là vào cái ngục thứ 14 này, gọi là uổng tử địa ngục.
Những người nào uống thuốc độc á, thì cái nghiệp nó cảm, cho nên sau khi chết đi vào đó thì cứ thấy gì, hàng trăm nghìn lần một ngày cứ thấy mình lại uống thuốc độc, lại dãy ruộng, lại chết đi. Chết đi cơn gió xảo phong thổi qua lại tiếp tục cứ uống như thế. Mà người nào mà tự tử bằng gì, treo cổ á, thì tương tự như vậy. Một ngày cũng hàng trăm ngàn vạn lần cứ gì, cứ tự nhiên chán chán buồn buồn ra gì, nhảy lên treo cổ, thắt xuống. Cái lúc sắp chết đó, nó cựa đau khổ như thế, xong một cơn gió xảo phong đến lại tiếp tục cứ lặp đi lặp lại hàng ngày hàng trăm nghìn vạn lần như thế. Cho nên đó gọi là người đọa vào trong ngục uổng tử địa ngục, chính là những cái tội mà những người mà tự tử mà chết đó. Cho nên ở đây chúng ta đừng có ai nghĩ đến chuyện tự tử nhé. Tự tử không phải là hết khổ đâu các quý vị ạ. Mà khi chúng ta mà những người tự tử là thường là họ gặp một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ nào đó, không thể vượt qua được ở trên cuộc sống này, về tâm lý, tình cảm và thể xác không thể vượt qua được, cho nên họ mới phải tự tử. Họ nghĩ rằng thôi tự tử là thoát khổ, nhưng không, tự tử vào cái địa ngục thứ 14 này này, đó, khổ hơn. Đấy. Rồi thứ 15 là trách hình địa ngục. Những người còn sống ở đời hay phá mộ phần của người á, sau khi mất đi thì vào cái địa ngục này, thì vào địa ngục này thường là bị ngưu đầu ngục tốt là chặt chân, chặt tay, đập đầu. Ngày xưa phá mộ, đập mộ người ta như thế nào thì các quỷ vương cũng đập phá thân thể của mình như thế. Đấy là ngục thứ 15. Hỏa sơn địa ngục. Những kẻ ở trên đời mà gì? Mà nịnh trên, khinh dưới, chuyên ăn gì? Chuyên ăn chặn của người, tham ô hối lộ đó. Đấy, thì cho dù pháp luật ở thế gian này không phát hiện ra, hoặc họ mua chuộc để không bị đi tù ở thế gian này, nhưng sau khi chết đi thì sẽ đọa vào cái địa ngục. Địa ngục thứ 16 này là hỏa sơn địa ngục này. Vào địa ngục này thì lửa cháy cả ngày lẫn đêm. Vào đó một cái thì vứt vào đó một cái là lửa nó cháy, nó thiêu đốt toàn thể thân thể, tứ chi cho đến lục phủ ngũ tạng đều cháy hết, cháy thành tro hết. Thì nó lại tiếp tục một cơn gió xảo phong đến lại sống lại, và cứ như thế lần lượt nhiều lần, một ngày một đêm như vậy, trải qua cái sự khổ lâu dài không biết bao giờ cho dừng nghỉ đó. Địa ngục thứ 17 là thạch ma địa ngục. Những kẻ còn sống ở đời đó cậy mình á, có quyền, có chức, có sức mạnh để gì, để hiếp yếu, gọi là cậy mạnh hiếp yếu đó, cậy khỏe hiếp yếu đó. Thì sau khi chết đi thì vào địa ngục này đó, vào địa ngục này. Thế nào là thạch ma? Thạch ma tức là cái núi trông, cái núi nó lởm chởm, cái núi trông á, cứ nhảy từ trên cao nhảy vào đó, tự mình cứ nhảy vào đó và tan nát thân thể, nát bét ra. Rồi á, cái núi nó còn ép vào nữa à, núi nhọn hoắt như thế, nó ép vào mình, gọi là thạch ma địa ngục. Rồi địa ngục thứ 8 là đao cư địa ngục. Tức là những kẻ ở trên đời mà sống mà làm nghề buôn bán, cân đong lừa dối, buôn bán trái phép, buôn bán những đồ quốc cấm làm cho người ta hại người, như là heroin, thuốc phiện, những hàng giả. Thậm chí là những người bây giờ, những người mà đi buôn hoa quả, rau dưa ở chợ, biết rằng cái thuốc gì, cái thuốc của Trung Quốc á, nó hại người á, nó là cái mầm mống của các loại bệnh, nhất là bệnh ung thư đó, và các loại bệnh về quái ác ở trong cơ thể của mình á, mà người đó vì cái mưu lợi mua cái thuốc đó về để ngâm tẩm hóa chất, gọi là các hóa chất độc hại đó, ngâm tẩm vào hoa quả, vào rau dưa củ quả, vào đồ ăn thức uống á, để bán, để nó tươi lâu ngày để bán cho người dân sử dụng đó, và người dân mới bị bệnh tật nhiều á và chết á, oan ức á. Thì cái kẻ buôn bán như thế sau khi chết đi vào địa ngục thứ 18 này, đao sơn địa ngục này. Vào ở đây thì toàn là gì? Núi đao. Nó mưa đao từ trên không mưa xuống, rồi từ dưới đất nó trồi lên, nó băm chặt những kẻ đó thành trăm nghìn vạn ức mảnh, đau đớn vô cùng. Đó. Cho nên ở đây nếu mà ai làm ăn buôn bán, làm nghề buôn rau, buôn hoa quả, vân vân đó, đừng bao giờ lấy cái, đừng bao giờ nghĩ về cái lợi nhỏ trước mắt mà lấy những cái hóa chất, cái chất độc đó để mà tẩm, ngâm tẩm vào thuốc và rau củ quả cho nó tươi lâu để bán được dài á. Thì sau khi chết đi lại vào địa ngục này đó. Rồi cân đong, đo đếm, lừa gạt, thiếu thốn đối với người ta á.
thì cũng vào trong ngục này. Đó, hãy cẩn thận, đã tu hành hãy cẩn thận. Tôi hôm nay đấy giảng đến đó thôi, giảng về các ngục đó thôi. Chúng ta muốn thoát khổ không vào những ngục này thì hãy cố gắng nghĩ tới nó, biết đến nó để mà sợ, bỏ ác làm lành, lấy sự hành thiện để mà tu, để sau này vĩnh viễn không đọa vào trong ngục này nữa. Hãy trì tụng kinh Địa Tạng để mà thoát vĩnh viễn khỏi ba đường ác. Chưa được vãng sinh thì ít nhất cũng thoát ba đường ác. Còn tu tập tin sâu nguyện thiết và pháp môn tịnh độ, một lòng trì danh, niệm danh hiệu Đức A Di Đà Phật, cầu sinh tịnh độ cho vĩnh viễn thoát ly sinh tử là tốt nhất.